Let's go! Ba chiếc xe lăn. Bố con mình hãy cùng quay một bộ phim để dành tặng mẹ đi ạ. Vậy mình cùng đi tìm nguyên liệu để làm tòa tháp thôi nào. Cha, ý tưởng về món quà tặng mẹ sói của ba bố con thật thú vị. Ôi trời, có vẻ như mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ mất rồi. Xong rồi, gia đình mình hãy nhớ tránh vận động để chân mau lành nha. Và thế là một mình mẹ sói phải chăm sóc ba bố con vất vả như vậy đấy. Xin lỗi mẹ, anh em con và bố đã không chuẩn bị được quà sinh nhật cho mẹ, lại còn làm mẹ mệt thêm. Cùng đón chờ xem Goofy sẽ cứu vãn tình thế này ra sao nha. Nhờ công nghệ điều khiển từ xa mà món quà sinh nhật của mẹ sói rất hoành tráng luôn đó. Chúc mừng sinh nhật mẹ sói. Cảm ơn ba bố con rất nhiều. Tuyệt vời. Trông này, trong mỗi quả cầu tuyết là một vùng đất mới. Xin giới thiệu với các cháu phát minh mới nhất, quả cầu tuyết nghỉ dưỡng. Quả cầu tuyết nghỉ dưỡng. Cả bốn bạn nhỏ đều rất muốn trải nghiệm. Bác có cái này tặng Jenny đây. Chơi luôn tôi nào. Nhưng phải có người ở ngoài bật máy cơ các cậu à. Tôi có ý này hay cực. Đèn cho vút phù rồi. Không. Và thế là ở lần chơi này vút phù sẽ ở ngoài chịu trách nhiệm trông chừng. Wow, cắt được thám hiểm trong một khu rừng, thích lắm luôn. Còn Pando được thỏa mãn mơ ước trượt băng. Đố các bạn biết Piggy đang trúng ảnh ở đâu đó. Quá tuyệt. Lần này đến lượt tớ chơi. Cha, Goofy vô cùng khoái chí khi được bay vào thám hiểm vũ trụ. Ơ kìa, Piggy làm thế không được đâu. Các Goofy. Piggy, Piggy, cho tôi
cả 4 quả cầu tuyết, khiến các anh chị đều vô cùng hoang mang và sợ hãi. Các bạn ấy sẽ gặp nguy hiểm mất thôi. Mau dừng lại đi. Chúng cháu xin lỗi vì đã tự ý chơi khi chưa xin phép ạ. Cháu xin lỗi vì đã không ở ngoài. Các cháu biết nhận lỗi khi làm sai là tốt rồi. Nhà búp bê di động. Trong căn nhà búp bê. Thôi cậu ở nhà trông em đi. Tao mới nghĩ ra cách, vừa có thể trông em, vừa có thể đá bóng rồi. Em ấy sẽ không làm phiền chúng ta nữa với ngôi nhà búp bê và bình sữa này. Đi nào. Wow, Búp Phu sáng tạo ghê. Nhưng để xem cách này của Búp Phu có thực sự ổn không đây. Trời ngoan nhé Jenny. Để đưa Jenny về nhà. Một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nó kêu rằng trông em bé không hề dễ đâu Búp Phu, vì Jenny cần nhiều hơn là một bình sữa. Áo. Lucy, đừng ghen tị mà. Nancy. Ôi trông này, Búp Phu và Nancy đang vô cùng vui sướng khi được gặp nhau. Sao cậu không ở nhà và chơi với anh của cậu đi? Nhưng anh cậu thích ra ngoài thì tớ mà. Ôi, Lucy thì làm sao vậy nhỉ? À.
trời, thực sự là gấu phù đã bỏ mặc Lucy như này ư? Lucy! Hả? Xuống dưới nhà trên đường trà với tớ đi Lucy! Miếng bánh của cậu ấy lớn hơn miếng bánh của em à? Hóa ra là như vậy. Lucy đang ghen tị với Nancy. Anh toàn thiên vị cậu ấy à? Sao em lại nghĩ vậy chứ? Chà, để làm cho Lucy vui, Goofy và Nancy đã cùng nhau chuẩn bị tiệc trà chiều. Và thì ra, Goofy đã không hề bỏ mặc Lucy. Bạn thắng. Trò chơi siêu anh hùng giải cứu. Hai cháu có thể cứu bác trong một trò hay hơn. Wow, vậy là Goofy và Lucy sẽ được giải cứu tiến sĩ mèo trong thế giới ảo ư? Anh sẽ cứu tiến sĩ nhanh hơn em. Người nhện mạnh hơn phù thủy tối thượng nhiều. Ôi, ngũ phù bất hòa với Lucy rồi. Ôi không, Lucy có vẻ muốn tranh tôn với Goofy. Trời, một mình Lucy có thể chiến thắng không đây? Hai cháu phải đoàn kết lại mới thắng được. Trời đất thánh thần, phù thủy tối thượng Goofy phu thật quyền năng. Lần này, tiến sĩ mèo sẽ được giải cứu thôi.
Giỏi lắm. Đoàn kết kìa chúng cháu mạnh hơn à. Quái vật pizza. Ôi, đây là gúp phu khi tăng cân ư? Tớ ăn nó căng cả bụng luôn. Cậu quan thêm đi, đừng ngại nha. Các cậu có biết là ăn nhiều đồ ăn nhanh nó sẽ gây hại cho sức khỏe như thế nào không? Có vẻ như gúp phu và Pando chưa nhận ra hậu quả đáng lo ngại về việc ăn quá nhiều thức ăn nhanh rồi. Bọn mình tham gia một trò chơi này nhá. Luật chơi là các cậu phải tìm đường ra để thoát khỏi cái mê cung đó. Cha, cùng xem trò chơi này của Alien sẽ giúp gúp phu và Pando hiểu ra điều gì nha. Trời, quá nhiều món ăn hấp dẫn. Làm sao mà hai bạn nhỏ có thể vượt qua được đây? Các bạn đoán xem, kết quả của trò chơi này là gì? Trông kìa, một cơ thể thừa cân và không có sức lực. Cả gúp phu và Pando đang vô cùng mệt mỏi đây mà. Đi nhanh, nhanh nào. Bọn mình phải ăn uống nhiều hơn. Chắc sẽ siêu khỏe luôn. Đồ ăn nhanh không thể giúp chúng ta khỏe mạnh hơn, mà nó còn khiến mất cân bằng chất dinh dưỡng trong cơ thể. Sức khỏe bị ảnh hưởng không tốt chút nào. Bình tĩnh nào. Đồ ăn nhanh là nguyên nhân lớn gây ra bệnh béo phì. Khi đó chúng ta sẽ rất mệt mỏi và dễ bị chấn thương đấy. Tớ hiểu rồi, tớ sẽ không ăn quá nhiều đồ ăn nhanh nữa. Mặt trời, mặt trăng với ngôi sao. Tớ sẽ làm rương mặt trời và nó sẽ tuyệt đỉnh nhất cho mà xem. Rương mặt trăng chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều. Rương của hai cậu sẽ đạt được với rương ngôi sao của tớ. Mặt trời. Hả? Mặt trăng. Ngôi sao. Dường cho tiệc ngủ nha các con. Cha, gúp phu, Pando và Cat đang trang trí chiếc giường theo sở thích của mình. Xong rồi. Hai cậu biết tại sao giường của tớ ngầu nhất không? Siêu ấm áp luôn, như ánh mặt trời vậy. Giường mặt trăng của tớ thoải mái hơn nhiều. Bởi vì ánh trăng giúp chúng ta dễ ngủ hơn. Hai cậu chỉ
có một mặt trăng và một mặt trời. Còn tớ có cả hàng nghìn ngôi sao. Ôi, cuộc chiến này vẫn chưa có hồi kết. Vậy theo các bạn, đâu mới là chiếc rừng tốt nhất đây? Con phải hòa thuận chứ, giống như mặt trời, mặt trăng và ngôi sao luôn song hành trên bầu trời. Mình cùng nhau sử dụng nào hai câu. Yeah. Các bạn thấy đấy, vui chơi hòa thuận vẫn thích hơn nhiều, phải không nào? Nhà ai mà ngồi thế này? Tại sao Lucy lại lấy ghế của nhà Amy vậy? Thử thách nhà một màu. Và thử thách trang trí nhà một màu ngày hôm nay. Bắt đầu. Ngôi nhà nào được bình chọn nhiều nhất sẽ giành chiến thắng. Chà chà, ngôi nhà một màu nào sẽ giành chiến thắng bây giờ? Wow, các bạn có đoán ra đây là nhà của ai không? Đúng vậy, chính là nhà của Lucy. Ôi nhìn kìa, ngôi nhà màu đen của Amy đang có rất đông khách tham quan. Cùng những thế, nhà của Amy còn đang nhận được rất nhiều bình chọn. Đến xem ngôi nhà đen nào. Ôi không, nếu cứ tình hình này, Lucy sẽ thua mất thôi. Cách này thì không được rồi Lucy. Động vào đồ của người khác mà chưa xin phép là tệ lắm. Mọi thứ đang không đúng như dự tính của Lucy. Trông nó không còn đẹp nữa chị ơi. Ta bình chọn cho ngôi nhà khác đi ạ. Sao anh người máy của em đâu? Và thế là sự thật đã được phơi bày. Em đã phạm luật rồi. Mỗi người chỉ được dùng một màu thôi mà Lucy. Này, đó là của tớ. Sao ghế sofa của tớ lại ở đây? Chỉ vì em muốn làm đẹp hơn cho ngôi nhà của mình thôi anh ơi. Nhà của em đẹp đấy chứ. Chúng ta có thể mở tiệc trà trong này.
xin lỗi tất cả mọi người ạ. Em đã biết lỗi của mình rồi. Sao Gốc Phu lại chạy hùng hục thế? Siêu bão xoáy. Lần này cậu sẽ biết tay tớ. À, để xem ai sẽ thắng nào. Một, hai. Gốc Phu, lên xe về mau. Bố cháu đang đợi đấy. Mau lên. Trời, có chuyện gì vậy? Xuống thôi hai đứa. Tại sao mình phải trú ẩn nào? Một cơn lốc xoáy lớn đang di chuyển nhanh đến đây. Nơi này là chỗ trú ẩn an toàn nhất cho chúng ta. Lốc xoáy thì có cái gì mà sợ nhờ? Tớ đoán mình có thể chạy thoát. Chà, Gốc Phu tự tin đến thế cơ. Ôi không, Gốc Phu định trèo lên ư? Đồ chơi của cậu này Gốc Phu. Hả? Con muốn đi ra ngoài à? Bố ơi. Thực tế sẽ như thế nào đây? Không ổn rồi. Đừng bao giờ lại gần một cơn lốc xoáy, con có thể bị cuốn văng đi đấy. Báo qua rồi, chạy thi nhé Gốc Phu. Hai anh em phiền phức. Các bạn ở nhà có hay cãi nhau như anh em nhà sói không? Khó khăn với Buffo rồi kìa. Wow.
Nhường nhịn em gái của mình là chuyện không hề dễ dàng một chút nào. Liệu giờ Gufu có cảm xúc gì các em nhỉ? Lucy ơi, Lucy. Là bạn trai của Lucy, thật sự rất mệt luôn đấy. Bọn mình không cãi nhau nữa nha. Những bệnh nhân ồn ào. Mẹ về nhà lấy chút đồ nha. Cát Hiêu, con nằm nghỉ ngơi đi và sẽ khỏe sớm thôi. Anh nhớ rồi ạ. Cát. Cháu chào cô mèo. Ôi không, ồn ào quá đi. Các cậu ra chỗ khác chơi được không? Tớ muốn nghỉ ngơi. Các bạn lại định bày trò trêu chọc Cát ư? Này! Làm gì mà ồn ào thế mấy đứa? Cát sẽ bị hiểu nhầm mất thôi. Lên giường nghỉ ngơi đi, Cát. Thôi đừng giận mà. Chúng ta chỉ muốn rủ cậu chơi chút thôi. Đừng làm phiền tớ nữa. Đi mà. Không. Một, hai, ba. Đừng. Trời, Gufu, Piggy và Pando phiền phức quá. Không cho Cát nghỉ ngơi gì cả. Tớ sẽ đi mách bác sĩ. Các bệnh nhân cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. Các cháu không nên làm ồn ở bệnh viện như vậy. Các bạn nhớ cần làm gì khi vào bệnh viện chứ nào? Ôi, đã có chuyện gì vậy? Ngủ con trai. Đây sẽ là bữa tiệc ngủ số 1. Gặp em sau bữa tiệc nhé. Wow, để xem tiệc ngủ do Lucy lên kế hoạch sẽ diễn ra như thế nào đây. Thế còn trò xếp cốc và ném bóng như anh em mình xem trên TV thì sao ạ? Ý tưởng hay đấy. Tuyết, Gufu có sẵn cốc luôn. Sôi động và náo nhiệt chưa các bạn ơi? Chơi nó đi ạ. Nói Piggy. Trò hay nhất để quấy đi em. Chán quá đi, mình chơi trò khác thôi nào. Cờ đến tay kìa Lucy. Các cậu có muốn nghe chuyện ma không?
rồi không? Lucy lại phải chờ thôi. Chuyện ngày xưa ngày xưa. Trời, Lucy sợ phát khóc lên rồi này. Mình chơi được chưa ạ? Trận chiến gối. Lần này thì thật sự không ổn. Chúng ta thậm chí còn chưa chơi nó lần nào à? Wuffu sẽ làm gì bây giờ? Trò chơi của em chán lắm sao à? Xin lỗi Lucy, bọn anh đã ham vui quá đã. Giờ thì chơi thôi nào. Wuffu ở trường học nữ sinh. Tớ chơi cùng được không? Trường học nữ sinh sẽ có gì thú vị? Cùng khám phá nhé các bạn nhỏ ơi. Không sao đâu. Wow, Wuffu như người hùng trong lòng các em vậy. Đây là Wuffu, học sinh mới của lớp mình. Ngồi đây đi ạ. Anh Wuffu, đây là chỗ anh Wuffu. Ai xuống phòng nào? Em à. Đúng rồi. Chia thành hai đội nha. Anh về đội em đi. Không, anh Wuffu đợi tớ chứ. Ôi là trời, ai sẽ cùng đợi Wuffu đây? Wuffu chơi tennis tỉnh quá đi. Dù sao Wuffu vẫn là anh trai tớ. Quan áp, hai em làm gì vậy? Và ôi không, các em tranh nhau Wuffu, khiến áo của cậu ấy bị rách luôn này. Vui chơi cùng nhau vẫn thích hơn, mà sao các em cứ tranh giành suốt vậy? Chúng em xin lỗi ạ. Các bạn ơi, hãy vui chơi hòa thuận nha. Wuffu. Ôi trời, Wuffu tan biến rồi ư? Sự biến mất của Wuffu. Hả? Lucy, mau dọn đồ em phải ra đi. Con bừa bộn quá rồi đấy. Dọn sạch chỗ này ngay lập tức cho mẹ.
Lucy chơi bài vừa như vậy là không ngoan một chút nào. Bất cứ cái gì bị dùng bắn trúng đều sẽ biến mất. Cảm ơn đồ vật đó sẽ trở thành một hành tinh khác. Lucy còn không kịp nghe hết lời dặn của alien kìa. Em sẽ nhờ anh alien lấy lại cho. Lucy, Lucy. Cô trả lại tờ váy hôm trước cậu mượn đi. Giữ Lucy lại cho anh. Mẹ ơi, bố ơi, cứu con ơi. Ôi không. Cô phụ. Con ơi. Chuyện gì vừa xảy ra thế này? Cô phụ đã di chuyển đến một hành tinh khác mất rồi. Alien ơi, tớ đây, tớ đây. Mẹ ơi. Con xin lỗi vì gây ra rắc rối này ạ. Thôi được rồi, cả nhà mình đi lấy lại đồ đạc nào. Vâng ạ. Các bạn hãy luôn dọn dẹp sạch sẽ sau khi vui chơi nhé. Trời, chuyện gì xảy ra thế? Quầy bán hàng của Lucy. Cho tớ làm nhân viên với. Được. Chà, cùng xem bộ đôi Lucy và Nancy sẽ thể hiện khả năng bán hàng ra sao nha. Mời anh ạ. Hamburger. Soda. Có ngay ạ. Nancy ơi, cậu chuẩn bị đồ uống cho khách trong lúc tớ đi làm hamburger nha. Các em thấy hành động của Nancy như vậy là đúng hay sai nhỉ? Khoan, cậu uống cốc này rồi mà. Để xem cậu giỏi sẽ làm sao nào. Sandwich. Sandwich, 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 sandwich. Soda, 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 soda. Lucy siêu quá. Nhiều đơn hàng như vậy mà cô bé vẫn kịp chuẩn bị. Em gọi đây. Em tự trả tiền đồ ăn của em đi. Soda. Ôi,
chỉ vì không được làm cùng Lucy, Nancy đã nghĩ ra những trò chơi xấu để phá đám Lucy kìa. Nếu Nancy chịu chơi hòa thuận thì sẽ không có hậu quả như vậy rồi. Tớ xin lỗi cậu. Em đã phá hỏng trò chơi của mọi người rồi đấy. Tớ sẽ bỏ qua cho cậu nếu cậu dọn sạch hết đống này. Wow, ngôi nhà của Hufu đẹp quá đi. Ngôi nhà tồi tàn của Lucy. Hãy làm một cái playhouse giống như mình đi. Vâng ạ. Nhà mình làm gì có hàng rào? Thì mình làm thêm có sao đâu ạ. Thôi, để anh vẽ nốt bản thiết kế cho. Các bạn có mong chờ ngôi nhà đặc biệt của Gufu và Lucy không nào? Tại nhà anh vẽ xấu ý Gufu. Gufu cũng bất lực với cô em gái rồi. Cái bút thần kỳ này sẽ biến mọi thứ cậu vẽ thành sự thật. Wow, món bảo bối của alien thần kỳ diệu. Cho em mượn với, em cũng muốn vẽ à. Tạm biệt. Giờ thì hãy cùng Gufu và Lucy thỏa sức sáng tạo và thiết kế playhouse thôi nào. Đẹp quá. Trông kìa, nhà chơi của Gufu đầy đủ tiện nghi. Nhà của Lucy thì sao? Tớ xem được chứ? Nhà tớ vẫn chưa xong. Nhưng nhìn bên ngoài cũng không đẹp lắm nhỉ? Các bạn đoán xem Gufu sẽ làm gì để giúp Lucy đây? Nào mọi người, hãy vào xem nhà của Lucy đi. Trông nó còn đẹp hơn nhà của anh. Gufu. Tạm biệt. Cảm ơn anh. Em xin lỗi vì lúc nãy cứ mè nheo như vậy. Anh em thì phải giúp đỡ nhau chứ. Casper bị dính bùn rồi. Người mẹ nghiêm khắc của Casper. Ôi, có chuyện gì vậy? Chà, thì ra mẹ muốn Casper ngồi lên thảm cho đỡ bẩn. Dừng lại. Không. Nếu tay con dính bẩn, nó sẽ rất ngứa đấy, Casper. Wow.
Đến chơi ở chỗ kia đi, hai em. Mẹ cậu sạch sẽ có mức mất rồi. Tất cả mau lên xe nào. Ôi không, trời bỗng dưng đổ mưa to. Mẹ ơi, bọn con ra ngoài được không ạ? Đợi trời tạnh mưa hẳn đi con. Wow, sau cơn mưa trời lại sáng. Giờ thì quẩy thôi. Đi nào. Casper nhà tôi cần phải đi tắm ngay bây giờ. Tôi mượn phòng tắm chút nhé. Ở bên ngoài, ba mẹ con nhà sói vẫn đang đùa nghịch rất vui vẻ. Không. Casper và Pippi định làm gì? Casper. Come on. Casper. Mẹ thật nghiêm khắc à? Tại sao mẹ không thể yêu con như các cô sói yêu Lucy chứ? Ai bảo mẹ không thể chứ? Mỗi người mẹ đều có những cách thể hiện tình cảm riêng của mình. Mẹ cháu cũng chỉ muốn tốt cho cháu thôi. Con rất xin lỗi mẹ ạ. Ôi, chồng Vũ Phù đáng nghi thật. Buffet miễn phí. Chào mừng đến với nhà hàng buffet của tớ. Này, cẩn thận chứ bạn đâu. Ôi không. Không. Thôi nào, đừng khóc nữa. Để anh bảo Bicky cho em vào ăn miễn phí. Còn lâu. Luật là luật chứ. Nhưng Lucy đã làm rơi tiền mất rồi. Wow, cứ để Gúp Phu ra tay. Dùng bữa xong là tớ đi ngay ấy mà. Trời, Gúp Phu phải đi cách khác thôi. Các bạn nhìn kìa, em bé thì được miễn phí. Tớ vào được không? Tớ phải trông em Jenny. Nào, để xem lần này hai anh em có thể chót lọt không đây. Ôi, vậy tớ vào đây. Anh ơi,
cho bọn tớ nhé. Đồng ý. Ôi Gung Fu, dừng lại ngay. Sự nguy hiểm của laser. Bò. Vũ Phù lại nghĩ ra trò gì với chiếc bút laser mà cô mèo đánh rơi vậy? Siêu nhân của tớ có mắt là dày y như trong phim luôn nha. Ghê không? Tớ mượn tí nào. Tớ phải chơi trước. Ôi trời, các bạn nhỏ không những đang nghịch ngợm vào đồ vật rất nguy hiểm mà lại còn tranh giành nhau nữa kìa. Và tiếp sau đó là vô vàn những rắc rối đã xảy ra. Nó ảnh hưởng đến rất nhiều người như vậy đó. Dừng lại ngay. Cái này không phải là đồ chơi đâu. Tia laser có thể làm hỏng mắt của mọi người đấy. Đúng thế, mắt chúng ta sẽ yếu đi rất nhiều nếu bị laser chiếu vào. Em sẽ không bao giờ nghịch cái đó nữa đâu ạ. Không chỉ mỗi loại laser này, tất cả các tia laser đều có thể gây hậu quả nghiêm trọng đấy. Ôi không, những đám cháy cứ thế mà lan ra khắp mọi nơi. Thật đáng sợ. Có một số loại laser có thể làm cháy nổ vì có nhiệt độ cao. Không bao giờ nghịch vào laser, nhớ chưa nào? Dạ vâng ạ, thưa cô. Wow, đây là kén của con gì vậy? Thì ra là một chú bướm. Chú bướm Gung Fu. Vòng đời của mỗi chú bướm được trải qua 4 giai đoạn nhé các em. Ôi, Gung Fu ngủ gật trong giờ học kìa. Các em nhớ chưa nào? Rồi ạ, thưa cô. Hôm nay anh đã được học về bướm rồi đấy. Thế chúng là gì ạ anh ơi? Chúng là trứng bướm. Chà, các bạn đã được trông thấy trứng bướm bao giờ chưa? Khoan đã, chúng ăn vỏ trứng sao? Bữa ăn đầu tiên của chúng đấy. Chúng ta đã học ở trên lớp rồi mà. Vậy sau đó sâu bướm ăn gì ạ chị ơi? Các bạn đã rõ rồi chứ? Đó chính là lá cây. Cậu đang làm gì thế? Ta phải làm vậy để có thể lớn lên. Bộ da này chật quá rồi. Cuối giai đoạn sâu bướm chính là quá trình lột da.
Cậu có sao không? Trời, chuyện là sao đây? Sao cậu vẫn chưa hóa thành nhộng à? Khi sâu bướm đã phát triển đủ lớn, chúng sẽ đóng một lớp kén bảo vệ ở bên ngoài. Chỉ vì ngủ gật trong lớp nên Cúc Phú đã không nhớ được các giai đoạn trong vòng đời của một con bướm. Đó là phá trứng, ấu trùng, đóng kén và phá kén. Giờ thì em đã biết về vòng đời của bướm rồi ạ.